Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay: thanh khoản Bitcoin chạm mức thấp nhất trong 10 tháng trong bối cảnh khủng hoảng ngân hàng Hoa Kỳ. Mặc dù Bitcoin đã phục hồi lên mức cao nhất kể từ tháng 6 năm 2022, đạt đỉnh gần 28.900 đô la, nhưng cuộc khủng hoảng của các ngân hàng hiện tại vẫn gây lo ngại cho thị trường. Thanh khoản là vua, một câu nói quen thuộc dành cho các trader, là một câu nói mô tả tầm quan trọng của thanh khoản. Tính thanh khoản kém của Bitcoin cho thấy tâm lý lo lắng và không chắc chắn của các nhà giao dịch, dẫn đến sự kém hiệu quả của thị trường. Nó cũng có thể gây ra biến động lớn và ngăn cản các nhà đầu tư thực hiện hoạt động mua bán. Người đứng đầu bộ phận nghiên cứu của Kaiko, Clara Melody nói rằng, sự sụt giảm thanh khoản chắc chắn sẽ khiến các nhà giao dịch thận trọng. Thời điểm áp lực mua giảm xuống, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra với giá cả. Cuộc khủng hoảng thanh khoản lần đầu tiên biểu hiện với việc giảm 200 triệu đô la ở độ sâu thị trường 1% sau khi ngân hàng thân thiện với tiền điện tử là Silvergate bị đóng cửa. Độ sâu thị trường 1% được tính bằng cách tổng giá thầu trong phạm vi 1% giá trung bình cho 10 loại tiền điện tử hàng đầu. Nếu độ sâu của thị trường là đủ và các sổ lệnh đặt hàng lớn xung quanh giá thị trường, nó sẽ làm giảm sự biến động. Độ sâu thị trường của Bitcoin và Ethereum vẫn giảm lần lượt là 16,12% và 17,64% so với mức mở cửa hàng tháng. Nhà phân tích Connor Ryder của Kaiko đã viết rằng, chúng tôi hiện đang ở mức thanh khoản thấp nhất trên thị trường Bitcoin trong 10 tháng, thậm chí còn thấp hơn thời điểm FTX phá sản. Khủng hoảng thanh khoản cũng gây ra sự thiếu hiệu quả như trượt giá cao và chênh lệch lớn hơn. Cặp Bitcoin USD của Coinbase hiện có mức trượt giá cao hơn gấp 3 lần so với đầu tháng 3. Trượt giá đề cập đến giá mà tại đó một lệnh được đặt và giá cuối cùng sau khi lệnh đó được thực hiện. Trong môi trường thanh khoản thấp, chênh lệch giữa hai lệnh này có thể lớn hơn bình thường rất nhiều. Cặp có tính thanh khoản cao nhất trên thị trường tiền điện tử, cặp Bitcoin USDT trên Binance cũng bị ảnh hưởng sau khi sàn giao dịch kết thúc chương trình miễn phí. Do đó, tính thanh khoản của cặp tiền này đã cạn kiệt 70% khi các nhà tạo lập thị trường chuyển sang cặp giao dịch khác. Những điều kiện này đã ngăn cản các nhà tạo lập thị trường và các nhà giao dịch tham gia mua bán hoặc trading, làm trầm trọng thêm môi trường thanh khoản thấp. Trong khi đó, thị phần của đồng đô la và các stablecoin cũng đã thay đổi mạnh mẽ, với khối lượng stablecoin trên các sàn giao dịch tăng từ 77% lên 95% chỉ sau hơn một năm. Xu hướng đã tăng nhanh chóng sau khi đóng cửa các mạng ngân hàng tiền điện tử. Mặc dù việc chuyển sang các cặp giao dịch stablecoin không gây ra vấn đề lớn cho các nhà đầu tư quy mô vừa và nhỏ, nhưng nó có thể trở thành vấn đề đối với các nhà đầu tư lớn, hay còn gọi là các cá voi. Thanh toán bằng USD rất cần thiết đối với các cá voi, những người thường mua bán tiền của họ với số lượng lớn. Cá voi có xu hướng không nắm giữ stablecoin, nhưng nếu các ngân hàng đóng cửa và không xử lý giao dịch, thì stablecoin là lựa chọn thay thế tốt nhất. Một thông tin khác cũng rất đáng chú ý. Nasdaq, nhà điều hành sàn giao dịch chứng khoán toàn cầu, có kế hoạch bắt đầu cung cấp dịch vụ lưu ký cho tài sản kỹ thuật số vào cuối tháng 6 năm 2023. Động thái này cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng của các tổ chức đối với ngành công nghiệp tiền điện tử, bất chấp sự không chắc chắn về quy định và sự nghi ngờ đối với tiền điện tử ở một số quốc gia. Hoạt động kinh doanh mới của Nasdaq sẽ cung cấp dịch vụ lưu ký cho Bitcoin và ETH, với kế hoạch mở rộng các dịch vụ của mình để bao gồm cả việc thực thi cho các tổ chức tài chính. Động thái này là một phản ứng đối với nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng về quyền truy cập vào tài sản kỹ thuật số. Sự phát triển này của Nasdaq diễn ra sau các sáng kiến tương tự của các công ty tài chính lớn khác, bao gồm ngân hàng lâu đời nhất ở Mỹ BNY Mellon và gã khổng lồ đầu tư Fidelity. Vào đầu tháng 10 năm 2022, BNY Mellon trở thành công ty cho vay chính thống đầu tiên triển khai các dịch vụ tiền điện tử, cung cấp quyền truy cập tiền điện tử cho một số khách hàng quan tâm đến Bitcoin và Ethereum. Ngay sau đó, Fidelity đã công bố kế hoạch cung cấp cho người dùng tổ chức quyền truy cập vào Ethereum thông qua công ty con tài sản kỹ thuật số của mình, cho phép khách hàng mua, bán và chuyển tài sản bắt đầu từ cuối tháng 10 năm 2022. Việc áp dụng các tài sản kỹ thuật số tiếp tục đạt được đà phát triển và nhiều tổ chức tài chính dự kiến sẽ tham gia vào không gian tiền điện tử. Việc Nasdaq chuyển sang các dịch vụ lưu ký tiền điện tử là một bước nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng tổ chức và lấp đầy khoảng trống do sự phá sản của FTX để lại. Khi nhiều tổ chức tài chính tham gia vào không gian tiền điện tử, ngành công nghiệp này sẽ tiếp tục phát triển và trưởng thành. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.